Dạo này tóc dài của ta. Oopsie daisy. Trời ơi, cái đầu tóc cháu tôi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ông ơi, cô cho ông xem cái này này. Loạn rồi, loạn được rồi. Chào buổi sáng mọi người. Con trai thì cần mạnh mẽ, con gái thì cần dịu dàng nữ tính. Đúng, đấy là quan niệm của rất là nhiều những người, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta. Vậy thì các bạn có bao giờ tự hỏi là vì đâu mà các bậc ông bà, cha mẹ và những bậc người lớn khác thường có những cái suy nghĩ như là đã là một thằng con trai thì mày không được khóc, mày mà khóc thì mày là đàn ông mặc váy, hay là đã là phụ nữ ấy thì đừng có cãi chồng là hỗn, cãi mẹ chồng là láo, còn cãi bố chồng là mất dạy, chưa cần biết ai đúng ai sai. Vậy thì có phải là từ khi sinh ra người ta đã như vậy hay không, người ta đã suy nghĩ như vậy hay không? Đúng, các bạn nghĩ đúng rồi đấy, câu trả lời hoàn toàn là không. Mà các bạn hãy tự tưởng tượng mà xem, dù là ông bà bạn hay là bố mẹ bạn hay là những bậc người lớn đi chăng nữa thì người ta cũng vốn lớn lên từ là từ những đứa trẻ mà thôi. Và ấy, một đứa trẻ nó không hề biết định kiến, nó không hề có những cái tư tưởng rõ ràng, mà từ nó bị ảnh hưởng từ chính cái môi trường xung quanh, từ ông bà, từ cha mẹ của nó, từ những cái bậc người lớn trong cái thế giới trẻ con của nó đấy. Và vâng, những tư tưởng, những định kiến về giới đó nó mang tính di truyền. Nó cứ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó được hình thành từ khi mà đứa trẻ biết nhận thức, biết chịu ảnh hưởng từ những cái lời nói, những cái lời xì xào bàn tán xung quanh, và rồi nó lớn lên cùng với quá trình trưởng thành của trẻ và nó trở thành định kiến. Mà đã là định kiến thì rất là khó thay đổi, đúng không? Vậy thì cái kết cục nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, nó kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, và chính bạn cũng có thể sẽ trở thành thế hệ tiếp theo nếu chúng ta không có sự thay đổi. Vậy thì ai là người có lỗi trong cái vòng lặp này? Đó không phải là ông bà các bạn, cũng không phải là bố mẹ các bạn, cũng không phải là những người thuộc thế hệ trước nữa. Không ai trong chúng ta có lỗi cả. Bởi vì dù là ai đi chăng nữa thì như mình đã nói, những cái tư tưởng, những cái định kiến đó họ không mang sẵn từ khi sinh ra. Họ cũng không phải chủ động để chuốc lấy, mà họ dần dần có những cái tư tưởng đó một cách vô thức, và nó ăn sâu vào tiềm thức của họ, và họ không nhận thức được rằng đó không phải là điều đúng đắn, không phải là điều hoàn toàn có thể dùng để trói buộc tất cả mọi người, mọi giới được. Vậy thì ai là người có trách nhiệm để thay đổi? Chúng ta đấy. Mình hay là các bạn? Chính là chúng ta. Vậy thì thay đổi bằng cách nào? Đấu tranh. Này thì định kiến Không, này, không phải bằng định cách kiến này, á, mà định là như thế kiến này cơ. rồi ơi, đàn ông đàn ăn gì mà xỏ khuyên thế kia. Thế mà chiều nay người ta vừa mới khen con là đẹp trai, thông minh, lại còn có gu, rồi lại giống mẹ nữa. Con thấy Đúng không rồi thể đấy, nào phải không mẹ? đấu tranh không hẳn là dùng vũ lực, đấu tranh không hẳn là dùng những từ ngữ đao to búa lớn,
Bạn không cần phải tham gia vào những chiến dịch to đùng về bình đẳng giới, về nam quyền, về nữ quyền thì mới là một người ủng hộ bình đẳng giới. Bạn chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế mà thôi. Bạn có thể tạo những cuộc cách mạng cá nhân về nhận thức này, hoặc cũng có thể ngồi xuống và nói chuyện từ trái tim đến trái tim với những người mà xung quanh bạn ấy, những người mà giữ định kiến ấy. Đó cũng chính là những bước để thay đổi đấy. Và quan trọng, bạn hãy là người phá vỡ cái vòng lặp đó. Hãy giữ cái quyền tự do của mình, dù là nam hay là nữ. Các bạn, nếu là nữ, các bạn có thể cắt tóc ngắn nếu các bạn muốn này, miễn là các bạn muốn nhé. Và nếu là nam ấy, nếu các bạn thực sự yêu thích thì cái việc các bạn xỏ khuyên hay thậm chí là mặc váy cũng không thành vấn đề đâu. Thế nhá, mình sắp trễ học rồi. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày vui. Tóc được đấy, nhưng mà lại đây không sửa như thế nào? Sao làm trởn thế?